Vì không thể tìm được nhà thuê ở London bởi giá cả quá đắt đỏ, Harrison Mercer đã tự cải tạo thùng rác thành căn hộ mini để sống tạm. Ngôi nhà nhỏ có giường trên gác lửng, bồn rửa và khu vực bếp đơn giản. Ngoài ra, có một bể chứa nước nhỏ được bơm nhờ đầy nước từ nhà hàng xóm để anh đánh răng, rửa bát. Chi phí cho toàn bộ vật liệu, đồ đạc để xây dựng ngôi nhà rơi vào khoảng 4.800 đô la Mỹ và thêm chi phí phát sinh khoảng 60 đô la Mỹ trên một tháng để thuê thùng rác. Mercer có 7 năm kinh nghiệm làm việc cho các dự án thiết kế và xây dựng cho các tổ chức từ thiện ở nước ngoài. Khi bắt đầu tìm nhà để thuê ở London, Anh vào mùa hè năm ngoái, Mercer ngạc nhiên bởi mức giá đắt đỏ đến mức điên rồ. Từ đó, chàng trai 28 tuổi nảy ra ý tưởng biến thùng rác loại lớn chuyên dụng cho xe chở rác thành một ngôi nhà nhỏ để ở. Nhờ có được những kinh nghiệm tích lũy từ trước, anh đã tự xây nên tổ ấm của mình. Mercer xây dựng ngôi nhà đặc biệt này trong vài tháng, chủ yếu tận dụng thời gian rảnh rỗi buổi tối và được sự giúp đỡ của bạn bè. Dù ngôi nhà cơ bản đã hoàn thiện, nhưng đến nay, chàng trai vẫn phải dùng thật nhiều chăn để giữ ấm vào ban đêm vì chưa có điện.